Ngày 16 tháng 6 tại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đã tổ chức hội thảo phòng ngừa rủi ro và giải quyết tranh chấp xây dựng bằng trọng tài. Đây là hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ trọng tài và hòa giải thương mại Việt Nam 2020. Trong 10 năm qua, trọng tài thương mại nói riêng và giải quyết tranh chấp bằng các phương thức ngoài tòa nói chung đã có những bước phát triển đáng kể. Điều này cho thấy chủ trương khuyến khích giải quyết tranh chấp bằng trọng tài của nhà nước đã phát huy được hiệu quả trên thực tế. Trọng tài thương mại nói riêng và các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án nói chung phát triển. Một mặt, giúp các doanh nghiệp có thêm lựa chọn giải quyết tranh chấp, đáp ứng tối đa quyền tự do thỏa thuận và lựa chọn của các bên tranh chấp. Mặt khác, giúp giảm tải khối lượng công việc của tòa án. Từ đó, góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều nội dung hữu ích như phòng ngừa rủi ro tranh chấp xây dựng, kinh nghiệm giải quyết tranh chấp xây dựng tại trọng tài quốc tế, hậu phán quyết trọng tài.